xin kính chào quý vị thưa quý vị có khi nào mà đang mơ màng giấc điệp thì quý vị chợt thức giấc dậy và ôm lấy bàn chân kêu đau một cái cơn đau nó làm cho mình rất là khó chịu mà không thể nào mà có cách nào để mà giải tỏa hay là giảm cơn đau được thì thưa quý vị cái cơn đau đó là cơn đau của một cái bệnh bệnh viêm khớp mà thường ta gọi là bệnh thống phong mà tiếng Anh gọi là bệnh gout. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin đề cập tới bệnh gout. Tức là bệnh thống phong mà tiếng Anh gọi là bệnh gout. Thì thưa quý vị, nói chung thì thống phong nó có một số những cái đặc tính của nó là có những cái cơn đau bất thần lình nó xảy ra mà cơn đau này nó dữ dội nó rất mạnh nó ở một khô số những cái khớp xương trong cơ thể của chúng ta đặc biệt là ở cái khớp ngón chân cái và đây cũng là một cái trường hợp mà gọi là bệnh viêm khớp và nó có thể xảy ra ở bất cứ một người nào mà thường thường thì người ta thấy rằng thì là ở người nam nhiều hơn là người nữ và người nữ khi tới cái tuổi mãn kinh thì cũng rất dễ dàng bị cái trường hợp bệnh thống phong như vậy. Nếu quý vị nhìn vào cái hình này thì quý vị thấy rằng đây là cái ngón chân cái của một người mắc bệnh thống phong. Cái ngón chân nó đỏ lên, nó đỏ nó sưng đỏ lên và sờ vào thì nó rất ư là nóng, sờ vào nó rất ư là nóng. Nhưng mà thưa quý vị, cái thống phong tuy rằng nó đau nhưng mà là một cái bệnh có thể điều trị được và chúng ta cũng có thể làm giảm những cái rủi ro mà nó có thể đưa tới cái trường hợp thống phong. Bây giờ chúng ta thử hỏi rằng cái nguyên nhân nào nó đưa ra những cái trường hợp thống phong? Thì trước hết chúng ta phải để ý rằng thống phong mà ở những cái chỗ khớp xương nó bị sưng, bị đỏ lên là tại vì ở nơi đó đã có tích tụ tích lũy những cái hạt gọi là hạt urat những cái loại muối những cái loại muối này thì nó kết tụ ở những khớp xương của chúng ta và chính những cái sự kết tụ đó nó làm cho đau. Thế cái urat đó nó từ đâu ra thì thưa quý vị nó lại từ một cái chất gọi là uric acid. Mà cái chất uric acid này khi ở trong máu nó lên cao thì nó đưa tới cái trường hợp đau nhức của thông phong. Mà cái uric acid lại do một cái chất liệu khác nó đưa tới là chất purin mà cái purine này thì nó có thể có tự nhiên ở trong cơ thể của chúng ta hoặc là có thể là do một số những cái thực phẩm khi mà chúng ta ăn vào thì nó sẽ làm tăng cái purine lên và thưa quý vị nó có thể đưa ra cái chất uric acid những cái thực phẩm đó có thể nói là gan, tim, thận hoặc là một vài loại rau như là măng, nấm hoặc là một vài loại cá. Thành ra đó là những cái nguyên nhân mà nó có thể đưa tới cái trường hợp thống phong. Thế bây giờ những cái rủi ro nào đưa tới thống phong hay là bệnh gao thì thưa quý vị, quý vị nhìn vào cái hình người này thì quý vị đã có thể mường tượng ra được một số những cái yếu tố. Thứ nhất là cái ông bạn này ông mập phỉ, ông người to lớn thì thưa quý vị đấy là một cái rủi ro đưa cái thống phong. Thứ hai là ông ấy suốt ngày ông có nằm, ông không chịu vận động gì cơ thể cả. Thành ra đó cũng là một cái rủi ro đưa tới thống phong. Và thứ ba, ông ấy hút thuốc lá rất nhiều cũng là một rủi ro ông uống rượu rất nhiều cũng là một cái rủi ro mà cái thuốc lá rượu nó đưa tới cao huyết áp thế ngoài ra thì một số những cái dược phẩm mà chúng ta thường dùng đó nó cũng có thể đưa tới thống phong thí dụ như là những cái loại thuốc mà gọi để là hạ huyết áp để làm cho lợi tiểu thì nó cũng đưa tới thống phong và nó có một số những trường hợp nếu mà chúng ta bị những thương tích của khớp xương thì cái bệnh thống phong hay là viêm khớp nó cũng xảy ra thì đó là một số những cái rủi ro nó có thể đưa tới cái trường hợp thống phong. Thế bình thường đó thưa quý vị cái uric acid nó hòa tan ở trong máu và khi ở cái mức độ bình thường hoặc là lên cao quá thì nó sẽ theo nước tiểu đi ra ngoài. Thế trong trường hợp mà cơ thể chúng ta sản xuất ra quá nhiều cái thống phong thì thưa quý vị những cái trường hợp đó cái uric acid nó sẽ lên cao và nếu mà chúng ta không sử dụng hay là không uống nhiều nước để loại những cái chất đó ra hoặc là dùng những loại dược phẩm để loại chất đó ra thì thưa quý vị. Những uric acid đó nó sẽ tích tụ ở trong máu và nó sẽ đưa tới viêm, sưng và đau một số những cái khớp ở trong cơ thể của chúng ta. Trong cái hình này thì quý vị thấy rằng đây là cái khớp xương. Và ở cái khớp xương này đó thì có những uric acid hay là những urat là nó tích tụ ở đây thành nó làm viêm, làm sưng đấy là những cái mảnh uric acid và thưa quý vị những cái mảnh này nó rất là sắc và nó đâm vào những cái tế bào xung quanh và làm cho chúng ta cảm thấy đau như trường hợp ông bạn ngồi bên cạnh đây cái ngón chân của ông sưng đỏ lên và ông ấy than phiền rằng không hiểu ông đã làm cái gì để mà bây giờ bị đau khổ như thế này nhắc lại là uric acid từ cái purine trong cơ thể hoặc là từ thực phẩm đưa vào mà khi nó cao quá thì nó sẽ đưa tới cái trường hợp mà bị bệnh gan. Bây giờ nói đến cái dấu hiệu triệu chứng của bệnh thì thưa quý vị thường thường bệnh xảy ra vào ban đêm. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là nó có những khớp xương nó đau một cách kinh khủng, đau quá đau chịu không nổi. Thường thường là ngón chân cái nhưng nó cũng có thể xảy ra ở bàn chân hoặc là cổ chân hoặc là đầu gối hoặc là bàn tay vân vân và những cái cơn đau đó thì nó có thể kéo dài từ 12 cho tới 24 giờ Và sau đó khi hết đi rồi thì nó lại cũng có thể tái xuất hiện Thành đây là những cái địa điểm mà thường thường nó đưa tới thống phong nhiều nhất Đặc biệt là ở dưới cái ngón chân cái thì quý vị thấy rằng tới 90% các trường hợp ở ngón chân cái Hình ảnh của thống phong có thể ở trên ngực, có thể ở đầu gối, có thể ở ngón chân, có thể ở khuỷu tay, có thể ở trên tay và ngay cả bàn chân bàn tay của chúng ta. Thành nhân nó có thể có ở nhiều chỗ của chúng ta. Thế bây giờ khi bị thống phong như vậy thì quý vị đặt một câu hỏi rằng trong trường hợp nào cần phải đi bác sĩ thì thưa quý vị nếu mà những cái cơn đau đó nó quá dữ dội ở một cái khớp xương và đồng thời chúng ta lại bị nóng sốt 40 39 40 độ thì thưa quý vị trong trường hợp đó chúng ta phải đi bác sĩ ngay. Và nếu trong cái trường hợp này mà chúng ta không điều trị thì thưa quý vị, những cái khớp xương đó nó sẽ bị tổn thương và đồng thời nó cũng tạo ra những cái sỏi thận ở trong cơ thể của chúng ta. Và khi đi bác sĩ thì người ta xác định cái bệnh bằng cách là thử cái mức độ axit ở trong máu cũng như là người ta tìm ra những cái urat ở trong những cái khớp xương của chúng ta. Trong phần trên thì chúng tôi có đề cập tới một số những cái thực phẩm có thể đưa tới trường hợp mà uric acid nó tăng lên cao thì thưa quý vị nói chung là các cái loại thịt thịt gà, thịt bê cân, thịt đỏ rồi một số những cái loại cá nó cũng có thể đưa tới những cái trường hợp mà thống phong. Thành ra ngay cả những cái chất hóa chất ở trong Coca-Cola nó cũng có thể đưa tới trường hợp này, rượu, alcohol, rượu vang, rượu bia nó cũng đều đưa tới một vài loại cá thí dụ như scallop nó cũng đưa tới vậy sardine cũng có thể đưa tới vậy và một số những cái con tôm nó cũng đưa tới cái trường hợp mà cái uric acid ở trong cơ thể của chúng ta nó lên cao bây giờ có bệnh thì phải điều trị thì thưa quý vị cái vấn đề điều trị thì nó có một số những cái phương thức thứ nhất là chúng ta phải uống những cái viên thuốc gọi là giảm viêm và đau là tại vì mỗi một cơn đau khi nó xảy ra thì bắt buộc là chúng ta phải dùng thuốc có phải không thưa quý vị tính giả thì quý vị có thể ra ngoài tiệm thuốc Tây mua những cái loại như là motrin hay là Ibuprofen là những cái thứ mà mình có thể mua gọi là over the counter, không cần toa của bác sĩ. Thì tuy nhiên một số những thuốc khác, thí dụ như Colchicine hoặc là steroid rất công hiệu nhưng mà chúng ta cần phải có toa của bác sĩ. Thế đồng thời thì chúng ta cũng phải sử dụng một vài những loại thuốc mà để nó chặn không cho cái axit uric nó sản xuất ra thì đó là cái allopurinol mà quý vị chắc là một số người bị thống phong đã sử dụng và đồng thời cũng có những loại thuốc để làm tăng bài tiết của cái uric acid thí dụ như là cái probenecid thì thưa quý vị đó là những cái thuốc chính mà để để chữa những cái trường hợp thông phong thế ngoài ra còn có một số những cái phương thức khác mà chúng ta có thể áp dụng được là thứ nhất thưa quý vị chúng ta phải uống nhiều nước tại làm sao để uống nhiều nước là tại vì khi chúng ta uống nhiều nước thì chúng ta đi tiểu nhiều và đi tiểu nhiều thì nó sẽ đưa những cái sạn những cái kết tinh của uric acid hoặc là urat đã ra khỏi cơ thể. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là thưa quý vị tránh uống rượu, vâng rượu vang cũng như rượu bia là tại vì đó là những cái chất mà nó đưa cái uric acid lên cao. Và vừa phải sử dụng những cái chất đạm từ thực phẩm. Thí dụ như chứng thứ mà chúng tôi mới nói ở trong cái hình kỳ trước. Và cái điểm thứ ba điểm thứ tư là giới hạn những cái loại thịt thịt cá hoặc là gà một số những cái loại đó và để tránh cái bệnh gao thì thưa quý vị cũng phải uống nhiều nước đó là cái tiên quyết thứ hai là giảm những cái nước ngọt có đường fructose từ mật bắp rượu giới hạn ăn nhiều rau trái dùng chất đạm ít chất béo và giữ cân nặng trung bình đây là cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là tại vì người càng mập thì thường thường cái trường hợp thống phong nó lại càng tăng lên. Sau đây thì chúng tôi xin nói tới những cái thực phẩm mà nó có nhiều cái chất purin ở trong đó và quý vị nhớ là cái purin là cái chất mà nó tạo ra cái urat và cái uric acid thì các loại rượu nói chung là đều có hết cả rồi những cái thủy sản thí dụ như là cá xác đin hoặc là những con sò hoặc là những con scallop hoặc là con trao thì thưa quý vị trong đó nó có rất nhiều và thứ ba những cái loại như là bê cân, tất bê gan tim thận thì quý vị đó nó cũng có rất nhiều thịt bò thì nó có vừa phải thôi thịt gà thịt heo thì nó tương đối nó cũng vừa phải cái cua tôm có nhiều người nghĩ rằng có nhiều cái ca acid nhưng mà nó cũng có vừa phải mà thôi trong khi đó thì những cái măng đậu hoặc là nấm cái rau spinach thì cái lượng nó nó cũng tương đối vừa phải thành nhân đây là chúng tôi xin nhắc lại những cái thực phẩm nó có nhiều purin rượu rượu vang rượu bia rồi những cái loại thịt rồi những cái nước uống mà trong đó có nhiều cái đường fructose ở trong đó hoặc là măng tây nó cũng có rất nhiều cua nó cũng có rồi một vài loại nấm nó cũng có những cái chất purin ở trong đó trong cái hình này thì chúng tôi muốn diễn tả lại cái vấn đề của bệnh Tức là bình thường thì cái uric acid trong cơ thể của chúng ta nó ít như thế này. Thế trong trường hợp mà uric acid mà nó tăng lên cao đã thì thưa quý vị nó nhiều như thế này. Và những cái khi nhiều như vậy đó thì tất nhiên là một phần nó sẽ thải ra ngoài, một phần khác thì nó sẽ động lại ở những cái khớp xương như trong cái tình hình hình này. Thì quý vị thấy rằng uric acid nó bám vào đây rất là nhiều, nhiều vào cho những cái mẫu xương này mà cái uric acid như chúng tôi đã trình bày là rất là sắc nó là những cái tinh thể thành ra nó rất sắc nó rất cứng nó đâm vào những cái bắp thịt ở xung quanh những cái tế bào ở xung quanh những cái dây thần kinh ở xung quanh và nó làm cho thấy rất là đau và đây là cái tình trạng gọi là sưng thành ra nếu mà chúng ta càng tiêu thụ nhiều thực phẩm có chất purin thì cái uric acid nó lại càng lên cao những cái thực phẩm tương đối tốt tức là có thể tránh được cái trường hợp thống phong là thí dụ như chanh cũng là một cái loại thực phẩm mà nó có thể làm giảm cái trường hợp thống phong hoặc là những cái loại rau xà lát hoặc là những cái trái cherry hay là nghệ, vâng thưa quý vị nghệ, gừng hoặc là dứa cũng là những cái thực phẩm tốt mà chúng ta có thể giảm cái lượng uric acid ở trong máu của chúng ta và đó là những thứ mà chúng ta có thể sử dụng. Thưa quý vị, cái thống phong nó là một cái bệnh tuy có vẻ giản dị nhưng mà nó gây đau rất nhiều, rất dữ dội. Vì thế cho nên nhà quý tộc và là nhà văn Anh Quốc là bà Wally Montagu bà có nói rằng thì là thường thường người ta cứ cầu chúc cho trẻ thù của mình chết đi cho nó rồi. Nhưng mà tôi, tức là bà đó bà ấy, thì nghĩ lại là nếu là tôi thì tôi chỉ ước mong cho kẻ thù của chúng tôi mắc bệnh thống phong hoặc là bệnh sạn thận là tại vì thưa quý vị khi mắc hai cái bệnh đó thì cái cơn đau nó hành hạ cơ thể một cách kinh khủng lắm. Thế vì thế cho nên có những người khi mà bị bệnh thống phong thì họ nói rằng thì là chỉ muốn chết cho thoát khỏi cái cơn đau. Nhưng mà thưa quý vị, cái thống phong có thể chữa được và có thể phòng ngựa được với những loại dược phẩm và cái sự khôn ngoan trong cái nếp sống của chúng ta. Vì thế cho nên thưa quý vị, chúng tôi đã gửi tới quý vị một số những cái hiểu biết cần thiết để phòng ngừa và điều trị bệnh và chúng tôi cầu mong quý vị không bao giờ mắc bệnh thống phong xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc xin kính chào quý vị